Sau khi các bạn đã kết xuẩn xong lợi nhuận của năm 2018 về đúng với vị trí của nó vào tài khoản lợi nhuận chưa phân phối của năm trước, thì công việc tiếp theo là xin mời các bạn sẽ mở cho tôi cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ra. Ở trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chúng ta sẽ thứ nhất là biết được ngày thành lập, đúng nhỉ? Biết được vốn điều lệ của doanh nghiệp. Để làm gì ạ? Để chúng ta sẽ hạch toán tính lệ phí môn bài phải nộp của năm. Thế lệ phí môn bài là gì ạ? Lệ phí môn bài, các bạn hiểu nôm na, đó là một loại lệ phí mà chúng ta bắt buộc phải nộp vào đầu năm của hoạt động sản xuất kinh doanh. Lệ phí này được tính dựa trên cơ sở là vốn điều lệ đã được đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Hay là cách khác, là một cách nôm na dễ hiểu như thế này ạ. Lệ phí môn bài giống như là một cái tấm vé mà để cho các bạn sau khi mà chúng ta muốn vào xem phim chẳng hạn, các bạn muốn vào xem ca nhạc, các bạn muốn xem một vở kịch thì các bạn phải mua vé. Hay nếu như mình coi cái năm hoạt động sản xuất kinh doanh của mình là một bộ phim, một vở kịch hay một buổi ca nhạc ấy, thì chúng ta muốn được xem thì chúng ta phải mua vé. Nếu mà chúng ta không mua vé vào xem thì có nghĩa là trốn vé, đúng không nhỉ? Trốn vé thì sẽ bị phạt. Đấy, lệ phí môn bài nôm na như vậy. Lệ phí môn bài thì đánh vào các địa điểm có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tức là những địa điểm mà mang lại doanh thu cho doanh nghiệp, là chúng ta sẽ phải tính lệ phí môn bài. Lệ phí môn bài với lại đơn vị là cơ quan chủ quản thì theo quy định của Nghị định 139/2016, Nghị định của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017. Với những doanh nghiệp, ví dụ như là công ty cổ phần trợ giá 24 giờ này, có vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các bạn nhìn thấy là 10 tỷ đồng, đúng không nhỉ? Những doanh nghiệp mà có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống thì sẽ phải nộp lệ phí môn bài với bậc 2, đó là bậc 2 triệu đồng cho một năm. Còn những doanh nghiệp mà có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì sẽ nộp với bậc là 3 triệu đồng cho một năm. Mỗi một cái đơn vị phụ thuộc ấy, ví dụ như là công ty trợ giá 24 giờ này mà có các chuỗi cửa hàng, thì mỗi một cái cửa hàng đó sẽ phải nộp với mức là 1 triệu đồng một năm. Lệ phí môn bài này thì với những doanh nghiệp mà mới thành lập mới phải lập tờ khai lệ phí môn bài. Còn như công ty cổ phần trợ giá 24 giờ này thành lập từ năm 2012, năm 2013 có sự thay đổi, đổi tên thì người ta đã làm tờ khai lệ phí môn bài rồi. Và từ đó đến nay thì cứ hàng năm vào tháng 1 các bạn sẽ phải mở cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này ra để biết là mình năm nay phải nộp bao nhiêu lệ phí môn bài. Bởi vì cái quy định về mức nộp này nó cũng được thay đổi. Và trước ngày 1 tháng 1 của năm 2017 thì các mức nó khác, và sau ngày 1 tháng 1 năm 2017 thì khác. Cái thời gian mà các bạn phải nộp lệ phí môn bài là chậm nhất vào ngày 30 tháng 1 của năm. Có nghĩa là vào tháng 1 của năm 2019 thì chúng ta sẽ ngay từ ngày đầu năm các bạn sẽ hạch toán cho tôi cái lệ phí môn bài này. Và trong tháng 1 thì các bạn phải khẩn trương nộp lệ phí môn bài chậm nhất là vào ngày 30 tháng 1. Các bạn nhớ nhé, tháng 1 thì có 31 ngày nhưng lệ phí môn bài thì sẽ nộp vào ngày 30. Và để hạch toán lệ phí môn bài thì chúng ta sẽ ghi nợ vào tài khoản 6422 và ghi có vào tài khoản 3339. Trước năm 2017 thì lệ phí môn bài gọi là thuế môn bài, cho nên chúng ta đưa vào tài khoản thuế khác. Nhưng mà từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 trở lại đây thì thuế môn bài đã được đổi tên thành lệ phí môn bài, cho nên là khi hạch toán thì chúng ta sẽ đưa vào tài khoản là lệ phí. Đây chúng ta sẽ hạch toán hoặc là tính nhá, hạch toán lệ phí môn bài phải nộp năm 2019. Nghiệp vụ này các bạn cũng làm cho tôi vào ngày 1 tháng 1 ạ. Làm ngày 2 tháng 1. Yeah. Nợ tài khoản 6422 các bạn nhìn thấy này, khi tôi đánh đến đâu là 3339, phí và lệ phí. Số tiền là 2 triệu đồng. Nếu như doanh nghiệp mà có các chi nhánh, các đơn vị phụ thuộc, các hệ thống cửa hàng thì chúng ta sẽ cứ cộng lên nhé. Mỗi một đơn vị phụ thuộc sẽ là 1 triệu đồng. Rồi, thế là tôi lưu vào.
Như vậy là tôi đã hạch toán xong nghiệp vụ là tính lệ phí môn bài phải nộp ở trên phần mềm. Thế khi mà tôi tính như thế này xong ấy, thì đến khi mà chúng ta nộp ấy, thì chúng ta sẽ phải lựa chọn. Hiện bây giờ thì cái nộp lệ phí môn bài ấy, thường thường là chúng ta nộp vào thường thường là chúng ta hay nộp bằng phương pháp điện tử, đúng nhỉ? Phương pháp điện tử có nghĩa là chúng ta sử dụng cái token để nộp mà cơ quan chữ ký số đã cung cấp cho chúng ta ấy. Các bạn có tích hợp cái chức năng nộp tiền thuế qua mạng và các bạn nộp điện tử. Về bản chất ấy, nộp lệ phí môn bài mà nộp bằng điện tử ấy, thì cũng có nghĩa là chúng ta chuyển từ tài khoản tiền gửi ngân hàng đi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta là lệnh chi bằng cách là ở nhà mà chuyển đi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn nghiệp vụ là nộp lệ phí môn bài bằng tiền gửi ngân hàng. Nộp lệ phí môn bài năm 2019. Nghiệp vụ này tôi giả sử như công ty trợ giá 24 giờ, nộp vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Yeah. Thì chúng ta sẽ phải nợ tài khoản 3339, đúng nhỉ? Có tài khoản 211 2 triệu đồng. Tôi lưu vào. Nộp xong lệ phí môn bài. Sau khi nộp xong lệ phí môn bài thì tài khoản 3339 phải không còn số dư cuối kỳ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra nhé. Là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mở cái sổ chi tiết của tài khoản 3339 ra để kiểm tra này. Khi ngày mùng 2 tháng 1 tôi hạch toán phát sinh có của 3339 này. Ngày 15 tháng 1 tôi nộp lệ phí môn bài 2 triệu. Thì các bạn nhìn thấy là số dư cuối kỳ của tài khoản lệ phí môn bài cả bên nợ bên có bằng 0. Hay nói cách khác là sau khi mà các bạn hạch toán nghiệp vụ nộp lệ phí môn bài thì cái nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thì đã hoàn thành, đúng nhỉ? Bạn lưu ý là các tài khoản trong tài khoản mà các khoản phải nộp ngân sách nhà nước ấy, thì các bạn lưu ý là hết mỗi một kỳ ấy, thì thường thường là nó sẽ không còn số dư nhá. Cái kỳ ấy, là nó theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, tức là cái kỳ hạn mà các bạn phải nộp ấy, phải lưu ý chúng ta nộp. Nếu như các bạn chỉ cần nộp chậm một ngày thôi là có thể mình đã bị phạt từ 400.000 đến 1 triệu đồng rồi. Đấy, theo quy định mà của thông tư của pháp luật thuế hiện hành đang quy định. Thế cho nên là khi mà chúng ta cứ liên quan đến các nghĩa vụ và phải nộp vào ngân sách nhà nước thì các bạn lưu ý là thường xuyên kiểm tra cho tôi sổ chi tiết của các tài khoản, là chi tiết của tài khoản 333. Đây, ví dụ như tài khoản phí và lệ phí phải nộp này. Thì đến ngày tính đến ngày 30 tháng 1 của năm 2019, tài khoản này phải không còn số dư cuối kỳ. Đấy. Tất cả các tài khoản thuế, tài khoản lệ phí môn bài nói riêng và các tài khoản thuế, các nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước thì tôi lưu ý với các bạn là khi mà chúng ta hạch toán thì đều phải tính toán qua tài khoản 333. Sau đó thì khi chúng ta chi nộp, chúng ta sẽ nộp qua tài khoản 333. Các bạn nhớ chưa ạ? Và tài khoản nào thì chúng ta sẽ nộp vào chi tiết của tài khoản đó.